Yo, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về hai em Naruto mà có thể gọi là hơi đắn đo một tí lúc mà mình mua nó. Bởi vì thực sự thì hai em này, đáng lẽ là mình định mua một em thôi, là định mua một trong hai em này thôi. Nhưng mà mua thì nó bị kiểu review nó không có được mượt mà chung chảy lắm khi chỉ có một con. Hai là hai em nó khá là đắt, đắt vải chưởng ra luôn á. Và thứ ba đó chính là ở tầm khoảng cỡ tháng 5 thì sẽ có một em Naruto phiên bản Shippuden như thế này. Được làm ở dòng 2D nên mình định mua em đó. Không biết tại sao mình lại đi mua cả hai em này về cơ, trong khi tháng 5 lại có em kia ra. Lát về trưởng. Nhưng mà thôi, kệ đi, lỡ rồi. Mình mua về hai em để review sau này, để dành tới tháng 5 review sự khác biệt giữa em Naruto thường và Naruto 2D luôn cho mọi người xem vậy. Thì nói sơ qua một tí á, thì hai em Naruto này á được mình mua với giá là, để mình nhớ coi. Em bên đây á là được khoảng cỡ tầm 31 đô, mà mình được giảm, gọi là được giảm giảm giá một tí hả, là khoảng cỡ tầm 27 đô cho em Naruto này. Đó rơi rơi đâu đó khoảng tầm cỡ 27 đô thì sẽ tầm khoảng cỡ 650 tới 700 mấy ở cỡ đó, tiền theo tiền Việt Nam. Còn em bên này á thì là mình mua với giá là 39 đô, là cho thằng tròn thành 40 đô, sẽ rơi đâu đó khoảng cỡ tầm 800 rưỡi hơn tới 900 rưỡi hơn. Thì theo theo mình biết á, thì nếu mà về Gambista thì hai em này có vẻ gọi là khá là mắc, nhưng mà mình cũng không biết tại sao, nhưng mà hai em này á đều là Gambista nhưng mà nó sẽ hơi khác so với lại một tí những con Gambista thường mà mình đã từng review. Thì hai em nó thay vì những cái hộp nó là màu trắng thì nó lại là màu đen như thế này, và nó có chữ là Nero. Lúc đầu thì mình cũng không biết là chữ Nero này nó sẽ khác của cái dòng Gambista trắng như thế nào, nhưng mà theo mình biết á, theo mình tìm hiểu á, thì thông tin các thứ á, thì mình có, theo mình biết là dòng Nero là dòng được dành cho ở nước ngoài buôn bán, kiểu được bán ở ngoài nước, ở nước ngoài thay vì là nội địa Nhật. Còn những dòng Gambista trắng thì là được bán ở dòng nội địa Nhật. Và một điều nữa là theo mình để ý á, thì những dòng của Gambista Nero sẽ khá là đắt, kiểu đắt sắt ra miếng luôn á. Tại bình thường Gambista sẽ rơi đâu đó khoảng tầm cỡ 27 tới 20, có 25 tới 27 đô thôi, là khoảng cỡ 500 mấy tới 600 rưỡi. Nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm cỡ đó, nhưng mà hai em này đều mình mua với giá là khoảng 30 mấy đô hơn. Đắt vải chưởng ra. Và đặc biệt là hai em nó không có tem vàng hay là tem bạc gì luôn nha, vải chưởng thôi. Lúc đầu mua về kiểu rén vậy. Kiểu một em á là mình mua ở trên Amazon, hai còn một em mình mua ở một cái store mà mình rất hay mua mô hình, nhưng mà cả hai đều không có gọi là bất kỳ cái tem nào luôn, khiếp vãi. Thì ok, về mà xung quanh cái hộp á thì nó cũng không khác những con Gambista thường là mấy, chỉ là cái hộp nó đen hơn tí thôi. Và xung quanh nó thì đây là xung quanh của hai em nó, nhìn cũng xịn sò hết. Và ok, bây giờ mình vô mình mở hộp luôn thôi, chứ mất công mọi người lại kêu mình dài dòng nữa. Mới có 3 phút mấy mà dài dòng cái gì nhờ. Ok. Thì ok, đây là những gì mà em hai em nó có sau khi đã được khui ra khỏi hộp. Thì bên phải của mình á sẽ là em Naruto ở phần 1, và bên trái sẽ là em Naruto Shippuden ở phần 2. Thì đầu tiên là về em phần 1 trước đi ha. Thì về em phần 1 á thì em nó sẽ có một cái phần thân trông như thế này. Nhìn cũng khá là xịn sò. Và một phần đầu từ cổ lên tới phần tóc. Nhìn kiểu trông dữ tợn vậy chữ ra. Và một cái đế xinh xinh nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ phết á. Thì đầu tiên là về phần thân. Theo mình đánh giá thì cái phần thân này khá là nét về chi tiết. Kiểu màu sắc đồ làm đẹp phải chưởng ra luôn thề. Thì do là con này đang được lấy ở trạng thái gọi là
bật chớp ra của củ vĩ á, nên ở trên phần body của em nó sẽ có những cái phần gọi là màu vàng tượng trưng cho cái phần chớp ra của củ vĩ á, được chạy xung quanh cái phần gọi là áo của em nó, phần áo và phần quần luôn, và nhìn nó tạo nên cái phần gọi là đậm nhạt trên cơ thể của em nó khá là đẹp và khá là chất. Tuy là mình không biết là mọi người trên cam có nhìn thấy được không, nhưng mà mình nhìn trực tiếp á thì mình cảm thấy những cái phần này khá là đẹp. Và ngoài ra thì em nó có những cái phần chi tiết khá là, mình phải gọi là khá là nét luôn á, như là những cái phần như là túi đựng kunai nè, cái băng chân nè, túi đựng shuriken nè, logo của tộc Uzumaki nè, và cái này mình cũng không biết gọi là cái gì nữa, nhưng mà nó khá là nét, nó không có bị lem nha, nhìn xịn sò phết. Ngoài ra thì nó vẫn có những chỗ mà bị lem nhất định, như là những cái chỗ chia tông màu xanh với lại cam á, thì nó vẫn có bị lem chút đỉnh. Cái đó thì buộc phải chịu rồi, Gamista kiểu không phải Gamista không, nhưng mà hình như là con mô hình nào nó cũng bị lem cơ. Đa số hình như là vẽ tay hoặc là kiểu dán băng keo xong phun airbrush á, nên chịu rồi, em nào cũng vậy thôi. Và ngoài ra thì do là được lấy kiểu trong trạng thái đang bật chất ra của củ vĩ, nên phần chân của em nó sẽ có những cái phần móng nó sẽ dài ra luôn á, như là phần móng của con củ vĩ á, họ làm tại kiểu nét tới chi tiết này luôn, thì mình cũng vãi chưởng, xịn sò thật sự. Ok, thì tiếp theo á thì là phần đầu. Thì phần đầu mình đã từng nói rồi, nó sẽ có nhiều thứ mà để nói về em nó vãi chưởng ra. Đầu tiên là về phần gọi là phần mặt đi ha. Thì phần mặt đang lấy ở trạng thái gọi là chất ra của củ vĩ, nên nhìn nó kiểu dữ tợn hơn hẳn so với lại những cái khuôn mặt bình thường. Và họ làm cái chi tiết kiểu cái râu của Naruto á, bình thường thì nó sẽ ngang qua trông như là như thế này nè. Từ từ. Bình thường nó sẽ ngang qua trông như thế này. Và đây là kiểu trạng thái bình thường đúng không? Còn đang ở trạng thái của củ vĩ á, kiểu bật chất ra của củ vĩ, nên nó sẽ kiểu có remap tí, kiểu remap đi xuống tí, nhìn nó kiểu trông khá là bãi trưởng, nhưng mà nhìn xịn sò phết. Và ngoài ra thì mắt đó nó sẽ đổi thành từ màu xanh bình thường sang thành màu đỏ mắt của củ vĩ, và có cả răng nanh nữa cơ, xịn sò vậy. Cái băng phần băng trán á thì mình cảm thấy nó họ cần phải làm kiểu nó sáng sáng bóng tí á, thì sẽ đẹp hơn, chứ cái phần này thì nó lại không được sáng lắm và nó không được nét lắm, thề chứ. Và ngoài ra thì có một cái chi tiết mà mình cực kỳ gọi là thích của em nó luôn, đó chính là phần dây đeo, phải gọi là dây chuyền mới đúng. Thì họ có làm một cái sợi, cái sợi đen đen này nè, chạy xung quanh cái cổ, mọi người có thấy không? Thì quay 7749 lần rồi mình mới nhận ra một điều, đây chính là cái sợi dây mà Tsunade dành cho tặng cho Naruto sau khi biết được ý chí ước mơ của cậu, giống với lại Dan và em trai của Tsunade. Thì đây là một cái chi tiết mà mình cảm thấy được cực kỳ đắt giá và tốt, đẹp luôn á, xịn sò thật sự, thề chứ. Chi tiết tới đây thì kiểu chịu rồi, nhưng mà ở phần này thì mình vẫn có chuyện để chê về em nó nha. Đó là phần tóc. Phần tóc của em nó theo mình coi anime thì nó sẽ sáng hơn và nó sẽ nét, kiểu nó sẽ có cái tông màu nó khá là sáng, và phải nói như thế nào chứ, nhưng mà về cái phần tông màu này thì mình cảm thấy nó khá là đậm và nó không được đẹp cho lắm. Đối với mình nha thì nó không đẹp, thề luôn chứ. Thì để gắn cái phần đầu với lại phần thân vô á thì nó sẽ có một cái phần khớp kiểu cái nối ở đây nè, thì gắn vô đầu nó cũng sẽ chỉ là để vô và nhấn xuống một tí thôi. Cũng phải cái phần này thì cũng nên cẩn thận tí, tại cái phần tóc của Naruto nó hơi cứng và lúc mà kiểu mạnh tay quá thì nó cũng đau phết đó nha, không đùa được đâu. Đây, ta đa, đẹp vãi chưởng. Và tiếp theo là cái đế. Thì cái đế này mình cũng thấy nhiều nên cũng không lạ lắm, nhưng mà nó nhỏ hơn so với lại những cái đế mà mình đã từng có, và kiểu trông nó nhỏ vậy thôi chứ xịn sò phết á. Tại vì con Naruto này nó đứng không vững cho lắm, kiểu nó bị bấp bênh á, nên khi mà gắn cái đế này vô thì ôi cũng bấp bênh phết nha, chứ cũng không có gọi là đứng yên cho lắm, nhưng mà nó cũng giúp cho phần nào về cái việc tư thế đứng của em nó. Thì tiếp theo là về em Shippuden. Thì em Shippuden này á thì em nó sẽ được cho một cái phần thân trông như thế này, một cái phần đầu trông khá là lạ, kỳ, không phải là lạ nữa, nhưng mà nhìn nó kỳ kỳ tí. Thì cái vấn đề này đó là tại vì em nó sẽ được cho ba cái khuôn mặt khác nhau. Thì ba cái khuôn mặt nó gồm có một cái khuôn mặt gọi là bựa vải cái trưởng ra, một cái khuôn mặt gọi là trong trạng thái hiện nhân thuật, và một cái khuôn mặt bình thường, khá là bình thường luôn. Thì ba cái khuôn mặt này á thì tùy theo sở thích của mọi người thì sẽ được gọi là thay đổi để gắn vô trông như thế này, gắn vô cho cái phần đầu này để thay đổi trạng thái của em nó.
Và ngoài ra thì còn có một cái đế. Cái đế này thì cũng không khác gì mấy so với lại cái đế của em Naruto ở phần 1. Chỉ có một cái là nó cao hơn một tí. Có cái phần kiểu này nè, nó cao hơn một tí so với lại em Naruto phần 1. Kiểu chắc để bám gọi là vô cái chân cho nó chắc chắn hơn á. Tại vì em này nó cũng cao hơn hẳn so với lại em kia nữa cơ. Và ok, thì đầu tiên là về phần thân đi ha. Thì về phần thân của em này á, thì theo mình đánh giá là nó cũng khá là giống với lại em Naruto ở phần phần 1. Nó cũng không có gọi là nhiều thứ để khác quá. Nó cũng chỉ có cái là phần gọi là phần thân trên á, thì nó có khác chút chút thôi. Chứ ở phần thân dưới á, thì mình cảm thấy là giống như là 2 năm qua tụi nó bận chung một cái quần vậy á. Tại vì y chang nhau à. Từ phần gọi là phần túi nè. Phần túi thì chắc có thể gọi là khá khác một chút. Tại vì phần này bên đây nó hơi vuông vuông và bên đây thì nó tròn. Chứ còn những phần còn lại như là túi đeo nè, băng chân nè, cái quần á, thì do tại vì con này nó lùn nên nó sắn lên thôi. Chứ con bên đây thì nó gọi là nó xả xuống luôn thì nó cũng bằng y chang à, không khác mấy. Vải trưởng thì... À, ngoài ra thì có đôi giày nè, đôi giày này thì nó cao cổ hơn tí chứ không có cái gì gọi là khác quá. Chỉ có một cái là con này nó không có nằm ở trong trạng thái gọi là cụ vĩ nên móng chân nó không được dài ra thôi. Và ngoài ra thì em nó vẫn có một những cái phần chi tiết khác nữa. Thì những phần đó gọi là nằm đa số nằm ở phần chân trên và phần màu sắc. Thì phần màu sắc của em này á, theo mình đánh giá là nó khác hẳn luôn so với lại em phần 1. Tại em phần 1 á, là trong trạng thái của cụ vĩ nên nó sẽ có tông màu là cam và vàng. Và kiểu xanh 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 đậm làm chủ yếu. Thì phần xanh đậm thì mình không nói tới, nhưng mà phần vàng phần cam á, thì là do kiểu chất ra của cụ vĩ nó ảnh hưởng đến. Còn con này thì nó sẽ không có cái những cái phần màu vàng như thế mà nó sẽ là phần cam, xong sau đó sẽ có những cái phần gọi là đen 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 tô lại phần đậm nhạt ở những cái phần nếp gấp quần á cho em nó thôi, chứ cũng không có những cái phần mà gọi là vàng vàng như là con của phần 1. Ngoài ra thì thay vì là cái phần màu đen đen này là thay vì là phần màu cam của em Naruto phần một, lộ phần màu xanh đậm xanh navy của em Naruto phần 1 thì nó lại là phần màu đen của em Naruto ở phần Shippuden. Trông cũng khá gì là vàng này nọ à, cũng đẹp phết. Và đặc biệt là con này nó không bị lem nha, vải trưởng thì hơi bị xuất sắc luôn, nó không bị lem chỗ nào luôn cơ, đỉnh thật sự, 10 điểm. Mình chỉ cần một con như thế thôi chứ không cần gì nhiều cơ. Và tiếp đến là ở phần đầu, thì ở phần đầu á mà nó cũng gọi là tuy là nó nhỏ bé nhưng mà nó cũng có khá là nhiều thứ mà ảnh hưởng để mình để nói chứ cái phần đầu này lắm. Thì đầu tiên á là về phần phần đầu, nó phần tóc thì nó cũng nó y chang cái phần của con phần 1 mà mình mới chê con phần 1 xong cái phần đầu của con phần 2 nó y chang. Nó chỉ có một cái là nó có tô cái phần màu đen hay là màu nâu gì đó đậm đậm hơn một tí so với lại em phần 1 thôi. Kiểu nó nhìn nó kiểu nhiều hơn hẳn luôn á, thề chứ. Nhưng mà phần màu tóc nó vẫn xấu, thề chán vãi. Và ngoài ra thì phần băng trán của con phần 2 á, nó sẽ có một cái cọng dây lòng thòng như thế này nè. So với lại con phần 1 thì nó sẽ được gọi là cột gọn hơn hẳn luôn, thề chứ. Và ngoài ra thì em phần 2 này nó sẽ có một cái chỗ để kiểu thay khuôn mặt. Thì để thay khuôn mặt á, mình chỉ cần trượt cái khuôn mặt lên như thế này thôi. Và xong, kiểu gọn bưng, thề chứ. Gọn, gọi là gọn nhẹ ba chưởng ra. Và ngoài ra thì có một cái phần mà mình cảm thấy rất khó hiểu, đó chính là phần khác biệt màu tóc. Thì lại là phần màu tóc, ừ, con này nó bị lỗi phần màu tóc sao? Ở phần khuôn mặt á, mọi người có thể thấy là cái phần màu cam á, nó phần màu vàng á, thì nó kiểu nó sáng hơn hẳn và nó khác biệt hơn hẳn so với hồi phần màu tóc của phần đầu không? Kiểu khác biệt vải trưởng ra luôn ấy chứ. Nó không có gì gọi một chút ảnh hưởng như nhau luôn á. Và không những là cái khuôn mặt đó đâu, và hai cái khuôn mặt còn lại nó cũng y chang vậy luôn. Nó cũng phần màu cam cam nó sáng sáng hơn hẳn so với phần tóc. Kiểu, what the fuck? Làm thì ít nhất cũng phải gọi là dính líu với nhau chứ. Sao, ý là kiểu phải giống nhau chứ. Một phần, một cái thì màu cam, một cái thì vàng đậm, nó lại vải trưởng. Hơi, hết biết luôn. Nhưng mà không sao, tại chi tiết này nó cũng khá là nhỏ và cũng không thể gọi là không để ý mấy quá đâu, nên thôi bỏ qua cũng được, tạm chấp nhận. Thì để gắn lại cái hai cái phần này với nhau á thì cũng như con phần 1 thôi, sẽ là có một cái cục để nó để kiểu lồi ra như thế này nè và trượt vô cái phần đầu phần thân thôi. Nhưng mà có một tí thì có một cái gọi là đáng nốt tí chính là cái phần dây nó hơi vướng, phần dây băng băng đeo trán nè. Nó hơi vướng tí nên cũng phải cẩn thận. Và ok. Ta-da, xịn sò liền. Và ngoài ra thì
để gắn cái đế này á thì nó sẽ hơi khó khăn một chút, tại vì nó sẽ có cái cục này nó cao hơn hẳn á, nên thay vì khá là dễ gắn như là con phần 1 thì con này nó khó gắn một tí. Mình lúc đầu mình mò khoảng cỡ 2 3 phút vậy mình mới gắn được cơ, chứ tại vì nó hơi cứng, nó hơi kiểu cao cao quá, nó hơi không vô khớp tí. Few moments Ok, thì đây là sau khi em nó được lên đế, nhìn cũng xịn sò phết đấy chứ. Và đương nhiên rồi, cái đế này nó cũng sẽ giúp cho em này nó đứng được hẳn hoi, gọi là thẳng, gọi là không có bị rung rinh nhiều như là con phần 1 gắn cái đế lên kiểu rung rinh vãi chưởng ra luôn, thề chứ không hiểu. À, và ngoài ra mình mới phát hiện ra một điều mà ở em phần 2 họ làm khá là không tốt, đó chính là nằm ở phần chân mà gắn cái đế á, thì cái phần bàn ngón những cái ngón chân nó được lồi ra nó sẽ trông khá là dị, tại vì cái phần phần dép á, giống như là họ làm nó bị cao quá hơn chút á, nên nhìn cái phần ngón chân nó lồi ra kỳ lắm. Thề chứ không biết là mọi người có thấy nó như thế không, nhưng mà mình nhìn gần á mình cảm thấy nó dị với chữ, và giống như là họ bóp nó không có chặt cái với lại với nhau á, mà nó bị hở một tí đây nè, thấy không, nó bị hở xí xí ở đây nè, vai trưởng thật. Vậy thôi, gắn cái đế rồi thì cũng chả thấy đâu, nên thôi bỏ qua vậy. Thì ok, đây là bài review về em hai em Naruto của Gambista của mình. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhớ cho mình một like, share và subscribe, cũng như là đón chờ mình ở những video sắp tới nhé. Và bye bye. Ngoài ra thì comment những con mà mọi người muốn mình làm trong thời gian sắp tới nhé. Và bye bye.